Bên này nhá, thì bên em có kho để mà phục vụ cho anh chị đáp ứng nhu cầu số lượng. Đấy, số lượng từ ít đến nhiều. Ok anh chị nhá. Đây là cái kho bên cạnh của bên em đây này, mới mở thêm. Và cái kho này thì bên em mới mua được. Thì những các cái loại lưới lung nhá. Đấy, anh chị cần các cái loại lưới B40 nhá. Đây là những cái lưới B40 khổ 1m, 1m2, 1m5 hoặc là hơn 2m. Cũng như là các loại lưới đan nhá. Đây là các cái sản phẩm lưới đan anh chị nhá. Đấy, lưới đan và đây là lưới quả chám. Đây là cái lưới quả chám mà anh chị đang hỏi trên thị trường không biết mua ở đâu, thì bên em có cái loại lưới này rất là tuyệt vời và đẹp. Đây là những cái lưới quả chám. Ok anh chị nhá, lưới quả chám này dùng vào những cái việc rất là hay. Anh chị có thể mùng các loại nhựa lợp ánh sáng cũng như là các loại lưới B40. Ngoài ra bên em có các loại nhựa lợp mái, nhựa của thuộc về coi như là các cái loại nhựa composite, tức là có sợi amiang, sợi thủy tinh, cái này thì không bị lão hóa nhé. Đấy, cái này thì có 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng, khổ 1m08, dài 6m một tấm, hoặc anh chị cắt theo yêu cầu. Thêm những cái sản phẩm nhựa sóng lập mái thì bên em là cung cấp luôn của nhà máy các loại nhựa sóng. Anh chị có cần nhu cầu thì tất cả những cái nhựa sóng mái này thì lấy bên em là giá rất là ok anh chị nhá. Còn đối với các loại sắt hộp to, sắt hộp to, vuông to 10 hoặc là cỡ to hơn thì anh chị sẽ mua qua bên em có các độ dày. Đấy, độ dày đây, cái hộp này là 36-50 hoặc là 25-50 hoặc là 15-15 vuông nhá. Còn các cái đường kính tròn thì ok anh chị nhá, từ phi to đến phi nhỏ đến phi 15 hoặc là phi 20, nhưng thông dụng nhất là phi 120 hoặc 110. Thì các cái này là bên em đang rất chi là bán rất chi là chạy. Cô của bên em thì các cái sản phẩm này thì bên em đang bán ở tại Bắc Linh này gần như là giá bảo đảm với anh chị là giá tốt nhất cho anh chị. Nếu anh chị có nhu cầu làm nhà xưởng hay khu công nghiệp cũng như là nhà hàng hoặc là sửa chữa mái tôn thì anh chị có thể qua 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Linh, hoặc là điện thoại 0936144646 anh chị nhé. Em đọc lại số điện thoại này: 0936144646. Bên em gần như là bán tổng hợp các loại vật liệu về xây dựng. Thì anh chị mua của bên em là yên tâm là giá gốc của nhà sản xuất. Và thì tôn sóng anh chị nhá, tôn múi đây ạ. Đây là những cái tôn múi anh chị nhá, tôn múi, nhựa múi các kiểu luôn. Bên em có các loại sắt sắt dẹt. Sắt dẹt thì là như này anh chị nhá. Đây là sắt dẹt đây ạ. Đấy là các cái sắt dẹt. Sắt dẹt đấy ạ. Sắt dẹt cái này nó mỏng để làm các cái lẹp anh chị nhá, nó rơi vào gần 2 cm. Đấy, còn cái này là rơi vào là cái này là dày khoảng độ 2 ly nhá. Đấy, 2 cm dày 2 ly, còn cái này dày khoảng 3 ly, dày rộng khoảng 4 cm. Và các cái lan nhỏ cũng như là sắt cây đặc tròn. Đấy, thì các cái sản phẩm này anh chị không biết mua ở đâu thì qua bên em. Đây là những cái u. Cái u để làm các cái thạch cao nhá, y, các cái y mà anh chị để làm dầm nhá, làm dầm thì rất là chi là ok. Thì bên em có các loại y, y hộp các loại luôn. Thì anh chị mua qua bên em thì yên tâm về các cái loại sản phẩm về vật liệu xây dựng để phục vụ cho anh em làm cơ khí, gò hàn cũng như là làm mái tôn nhá. Thì tất cả những cái sản phẩm anh chị có thể ở xa mà về Bắc Linh không biết mua chỗ nào thì alo cho em nhá. Ok anh chị nhá. Vâng, anh chị có thể qua cửa hàng 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh nhé. Đây là kho bên em, thì chỗ đấy là giao dịch của bên em. Thì anh chị sẽ mua được các cái sản phẩm như ưng ý, từ sắt hộp đến sắt đặc cũng như là tôn cuộn, cắt nhỏ, cắt dài. Ok anh chị nhé. Và ok anh chị nhé. Em xin chào anh chị nhé. Anh chị sẽ hay chia sẻ video giúp cho bên em để công ty em bán được nhiều hàng nhé. Và cảm ơn anh chị và xin chào ạ.